Mà hôm qua tao đi tao nghe Mỹ Tránh con câu buồn dã man luôn. Biết nói gì không? Nó là chỗ nào đông người Việt Nam chỗ đó không tốt. Ơi bác, cái điện thoại 45 triệu. Cái điện thoại 45 triệu mua Việt Nam về. Mua Việt Nam đem qua đây. Quay vlog kiếm cơm nó rớt như con. Du lịch, tận hưởng cuộc sống. Tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. À, xin chào các bạn. Xin chào mọi người đến với buổi sáng làm việc của Duy Nguyễn nha. Nói chung dù ở bất cứ nơi nào, ở đâu thì Duy Nguyễn cũng phải làm việc thôi. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mới ăn phần tới cho. Hôm nay Duy sẽ làm một cái chủ đề về khách sạn bên Mỹ và những điều nghịch lý. Nghe hấp dẫn chưa? Mà trước khi làm á thì chúng ta phải làm thủ tục buổi sáng cái đã. Biết gì không? Biết gì không? Nè, nước suối, nước suối. Hôm qua mới ra tiền vuốt chai nước suối. Cái chai này 5 đô nha ba. Chai nước suối 5 đô. Ok. Ok. Mắc hay rẻ tùy nhận xét. Hết nước uống rồi. Nó cho có một chai duy nhất không em. Hết nước uống. Rồi bây giờ sáng sớm xuống lễ tân. Kiếm cái số điện thoại muốn thấy cái chính sách nó để đâu hết trơn á. Chắc mày không phải do khách sạn sai mà do anh gà nè. Thường thường đó là nó có cái cuốn sách để gọi gì giống như nhiêu đó. Xong cái hồi nãy anh nhấn số 0 cũng gọi được, số 1 cũng gọi được, 39 cũng được, 30 cũng được, 31 cũng được, thôi nản quá đi xuống luôn. Nè, đi xuống xin được về cho nước, không phải xin nha. Đi xuống xin được về cho nước. Mua đàng hoàng. Nhưng mà cái chỗ này nó cho mấy bạn. Nó cho. Nói thôi giờ thì hết nước rồi. Cho 4 chai. 4 chai free mấy em. 4 chai uống tới 2 muỗng súp. Còn bây giờ tao nói thiệt với mày luôn á, nó mà cho tao bao nhiêu đây à, tao uống hết xong rồi tao chung vô tao lét uống luôn á. Bây giờ nó còn sớm quá, không biết đâu mua lạnh ra đường nó lạnh mấy em. Nè, mà cái điều anh muốn nói là cái bịch ni lông. Thấy cái bịch ni lông thương hiệu giá trị Mỹ chưa? Bịch ni lông y Việt Nam em. Đang nghi ngờ bịch ni lông này nhập khẩu bên Việt Nam qua, chứ giờ hàng Trung Quốc đánh thế cao với nhập bịch ni lông. Đó là vấn đề. Thấy những điều nghịch lý chưa? Nhiều lắm, còn nhiều mấy em, từ từ chặt xíu pha sức uống đi nha. Mà biết gì đâu qua nó bay, tại sao này nó bay? Ơ nó bay dớt, tại sao? Lò sưởi nè. Ở đây lò sưởi nó chạy auto. Tự nhiên đang ngủ nửa đêm cái tao có lậm đâu ba. Không có ra lon cảm biến gì á. Tự nhiên tao hồi nhiệt độ nó xuống nhiều vậy. Không ra tao, làm đêm tao ngủ được 2 tiếng. Thức 2 tiếng, ngủ 2 tiếng, thức 2 tiếng. Ngủ giống như tập gym vậy đó. Interval sleep. Đây đây. Thằng VIP của anh Duy nè. 11 mà đi ngang rớt B xin văn phòng. Không tiếp. Giờ qua đây tao uống đồ cho không à, đồ xin. Sáng sớm mình nạp chừng 3 muỗng em. Cho có cái nguồn năng lượng trong ngày nha. Để quay video chứ, quay video này thương mại mà. Anh làm dân blogger. Nói dân blogger nên chúng ta phải quay video rồi. Cũng là lẹ để tao hỏi cho. Cái này tức quá. Chủ đề khách sạn là tức quá, anh đi anh review cho tụi em 100 khách sạn. Anh hứa nè. Ơi! Trời thấy mẹ thấy không? Mà làm vlog mà. Nhiệt tình bực ghê á. Mỗi tiểu bang làm vài cái nha. Đói bụng dã man luôn em. Sáng vậy là anh phải chơi cái này trước. Đó, anh lao động xong rồi đi tập gym. Tập gym xong rồi về anh tắm anh ăn sáng. Sáng không đi công việc. Đó, cuộc sống Mỹ mà nó vậy đó. Anh đi qua đây anh làm như chó vậy mà em đi xuất lao động mà. Anh đi xuất lao động á. Giờ phải xuất lao động mới vào chứ trong nước làm không có muốn ăn mấy em. Nhiều khi. Mà hôm qua tao đi tao nghe Mỹ Tránh con câu buồn dã man luôn. Biết nói gì không? Nói là chỗ nào đông người Việt Nam chỗ đó không tốt. Tao nghe từng chữ mà tao nhói đau trong lòng luôn mày. Ủa tao cũng Việt Nam mà mày. Mày nói câu này ok đau mấy em. Đau nha mấy em. Nó là Duy tường thật đó nha. Chứ nó nói, tao Duy cũng biết tại sao nó nói vậy nữa. Mà Duy cũng dám hỏi luôn. Không dám hỏi là
tại sao bạn nói như thế. Ok, vô vấn đề. Khách sạn mình đang ở, bạn nhìn thấy đẹp không? Wow. Tức là nguyên một góc thôi, nó khóa được cái gì. Nhưng mà Duyên khẳng định cái kinh nghiệm, cái cuộc đời của khách sạn nhiều nơi, thì đây là một trong những khách sạn rất đẳng cấp. Rất đẳng cấp nghe. Vậy thì ở cái chuyện á, mình ở cái xứ Mỹ này á, mà khách sạn đẳng cấp là cái chuyện bình thường, không gì đâu. Là cái chuyện bình thường, đúng không? Vậy thì khách sạn này tên gì tiết lộ luôn, Marriott. Mấy em ra ngoài Hà Nội á, dân chơi mà đi nha, nó đi Marriott là biết mày đại gia rồi. Còn ra Phú Quốc ở Marriott mắc không Queen nha bà. Queen tuổi gì? Đó, Marriott mắc hơn. Vậy thì khách sạn này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Hôm qua book á, có 2 triệu mấy rồi mẹ ơi. Có 2 triệu mấy à. Vậy cái đó là cái nghịch lý đó. Đúng không? Khách sạn ngon mà giá rẻ. Trời ơi, giá ở sao nghèo. Đúng không em? Đó là nghịch lý số 1. Thì phía đây là một cái tín hiệu đáng vui hay đáng buồn. Tất nhiên là đáng vui đúng không? Chúng ta trải nghiệm một khách sạn đẹp như vậy mà giá tiền nó rẻ vậy là ok. Ok. Nhưng mà khi đến khách sạn á thì nói chung nó cũng là ná Việt Nam thôi. Bỏ cái thẻ vô nó quất 50 ngàn để cặp. Mà vô trong phòng mày có phá gì không? Nếu mày phá tao trừ tiền mày. Đó vậy đó. Ở đây cũng vậy thôi. Vậy thì á, khi mà chúng ta ở khách sạn đó thì ở trong một cái phòng thôi, nó không phản ánh được cái gì. Nhưng mà nó là gắn kết với những cái tiện ích đi theo. Vậy thì khách sạn ở đây á, tiện ích nó là tiện ích 4 sao quốc tế nha mấy em. 4 sao thôi. 4 sao. Còn cái sao của Việt Nam là sao xạo. Cái đó là nói thiệt. Cái sao của Việt Nam là cái tham khảo thôi. Nó thích ghi mấy sao mấy vậy, sao Việt Nam không chuẩn. Còn cái sao bên này á thì nó chuẩn hơn. Cái đó là nói thiệt nha. Tại vì mỗi chuẩn sao nó khác nhau. À. Đây thì cái khách sạn này, khách sạn Marriott 4 sao, nó nằm ở trong một cái location cũng từ đó rất là đẳng cấp này. Vòng vòng ở đây rất là nhiều cái hệ thống khách sạn khác, rất nhiều thương hiệu khác và rất nhiều quán ăn, rất nhiều cái shop, cái mall, cái này cái kia nó nhiều lắm, everything, đúng không? Vậy thì một cái location nó đẳng cấp như vậy, một khách sạn đẳng cấp như vậy đối với Duy Nguyễn, cái giá mà 2 triệu mấy quá rẻ. Quá rẻ. Nói thiệt với bạn á, qua bên cái xứ này thích nhất cái chỗ là cái parking là tuyệt vời. Không nói chung phải khen dân này chứ dân này không biết sao nó xu được mấy anh da đỏ hay chứ. Thiệt đời có số mấy em. Rộng thinh thang, rộng thê luôn luôn. Ở Hawaii đó, container chạy thấy cưng không? Phải chạy rừng kinh thiệt. Chạy rừng Hawaii giữa chừng thôi, thấy toàn rừng không à. Thích khách sạn này cái nó có rừng mấy em. Nó có rừng, nó có cây, này, nó nhìn nó xanh lắm. Trời đất ơi, đất đâu phải xấu đâu, đất đồng bằng đàng hoàng ngon lành mà không ai thèm ở á. Đó, nên các bạn cứ qua đây nhiều đi còn chỗ cho các bạn. Nên cái quay là vấn đề cái kha Bắc Kinh đậu nó rất là ok. Và cái dịch vụ bảo vệ ở đây á, nó cũng nói chung là mình không so sánh. Không mà lỡ là làm khách sạn phải so sánh thì sao? Mình so sánh hai khách sạn thôi nha. Chứ mình đâu có so sánh là hai quốc gia, hai đất nước đâu. Vậy thì á, security ở đây á, nhìn nó đẹp trai hơn. Cái đó nó thiệt, thằng này xong qua giờ tôi ấn tượng này lắm luôn á. Không biết nó có bê không em. Gặp anh nó nhìn, trời ơi, nó nhìn nó cảm giác rất kiều mến. Nói chung là anh cảm thấy như là cái anh chàng nó đối xử với anh nó tốt bình thường. Tốt bình thường. Đẹp trai bây giờ không? Chút một chút đến không? Không biết còn ca luôn. Nó da trắng. Da trắng, tóc vàng này nọ, mắt này nó kia kiểu. Nghĩ chắc này chắc sinh viên làm thêm rồi. Đó. Nó chạy xe cho mình mấy. Nó chạy xe cho mình vô parking, nó lấy xe ra giống y Việt Nam. Mới đầu anh tưởng đâu cái điều này chỉ có Việt Nam thôi chứ. Bên này nó cũng có luôn mấy em này, hôm qua anh hơi bất ngờ. Hôm qua anh hơi bất ngờ chỗ này. Nên nó thật sự chỗ này á, nếu mà các bạn nào các bạn này thì mấy này nó nãy bạn gì quên mẹ tên bạn. Cowboy miền biển Tây. Rồi hỏi bạn nè. Vô khách sạn Marriott. Nói chung là muốn biết thì comment đi, anh nhắn tin địa chỉ cụ thể cho nha. Cái dịch vụ rất là ok. Dịch vụ rất là ok, bao ăn sáng, bao gym, bao bơi. Chỉ có cái hãng bao massage. Massage có ok kìa. Nào muốn đi trả tiền nha. Vậy thì nó tóm lại nói nhiều nó dai, chẳng qua nó dở. Thì anh chỉ nói lại em là cái khách sạn này nó đẳng cấp mà nó có những cái điều nghịch lý. Nước á thì cái bốn chai nước này nè, bạn không xin nó là bạn vô toilet mà uống nó không có gì trơn trọi á. Rồi cái chai nước này nó ghi giá 5 đồng thế thôi đó. Rồi bãi đậu xe đẹp, con người ok, phòng ốc rẻ, cái ấn tượng nhất là phòng ốc rẻ. Khi mà các bạn ở Việt Nam, các bạn lầm tưởng là qua bên Mỹ cái sản mắc,
không có bắt đâu, chính Việt Nam đủ đủ đạn. Thì cái quê đi nhiều khi á, chứ đi du lịch tới Việt Nam, di quốc mà khách sạn quả gì mà chặt ác luôn á. Trời ơi, Kỳ đi ra Nha Trang kể rồi, ở khách sạn 5 sao luôn, không có parking, đậu xe ngoài ngồi ra bị chạy. Con mẹ trắng đó, Kỳ đó giờ đi bảo hiểm đó. Nó nhiều vấn đề lắm, nên cái thật sự á, nếu mà nó về đi khách sạn á, mà cái cảm giác đi xe hơi á, thì rõ ràng á, là không riêng gì Mỹ, mà chỉ thấy là những cái nước nào mà nó hơi phát triển chút xíu á, là nó phải có hết. Và Duy cũng phải đánh giá gì đó, chứ nếu mà Duy có quyền á, làng nào mà xin khách sạn 5 sao, không có parking, tao đuổi luôn á, chứ nó 5 sao. Các bạn nghĩ gì nó đúng không? Bức xúc chứ, đúng không? Đã là khách sạn mà 4 sao, 5 sao hay 3 sao gì đó, phải có cái parking cho người ta. Yes. Vậy mới được. Cái parking là cái chỗ đậu xe hơi. Thì ở cái khách sạn này á, cộng đồng du lịch, cộng đồng quốc tế, ta đánh giá 9.1. Người ta đánh giá 9.1 trên Agoda Booking không? Booking.com đánh giá 9.1 bạn. Bạn nên nhớ nha, để được đánh giá trên hàng chính á thì rất là ít. Rất là ít. Nên bạn mà đi du lịch á thì bạn ra cái Agoda với phần Booking.com đó, bạn coi đánh giá nhiều, thường thường là 8 chấm mấy là tôi nói tốt rồi. Mà nó đánh giá 9.1, xong mình coi review, mình coi này nọ kia. Không tin vào mắt mình, trời ơi, mắt mình đâu có 2 triệu mấy. 2 triệu mấy cái phòng. Ở một đêm luôn. 3 người. Được quyền 3 người. Hình như bên này nó có luật truy truy gì đó mấy em, truy gì mấy em điền cho anh, em quên mẹ rồi. Cái luật truy truy gì đó, nó ngộ lắm. Anh thấy đó, ở bên Việt Nam đó, ở khách sạn là tối đa là 2 người. Tối đa là 2 người, còn bên này á, nó ghi là 3 người. Truy 3 người lớn. Đó. Nói chỗ này Duy cũng chưa hiểu. Nên các bạn nào hiểu các bạn chia sẻ với Duy nha. Thì tất nhiên Duy hôm nay không phải là giải ai cả, không phải là nói này nói kia. Duy chỉ chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái sự khác biệt. Đó, về cái sự khác biệt. Và một cái điều gì đó nó làm cho mình cảm thấy nó ngạc nhiên, nó làm cho mình cảm thấy phấn khích. Thì mình muốn làm một cái video mình kỷ niệm để mình chia sẻ những cái chuyến đi của mình. Những chuyến đi của mình ở bên cái xứ này á, nó thật sự bận rộn thênh thang. Một tiểu bang như một đất nước vậy đó. Một tiểu bang nó như một đất nước, nên nó trong một tiểu bang thôi nó có nhiều cái vấn đề khác nhau, nó có nhiều cái chỗ chơi khác nhau, nó có nhiều cái chỗ đi khác nhau. Đó, nó nhiều cái chỗ lắm, nên mỗi cái vấn đề tất cả nó kiến thức mà nó là sự trải nghiệm, nó rất là rộng rãi, nó rất là rộng lớn nghe. Nhưng mà ở đây á, khách sạn mình nó yên tĩnh lắm. Bạn không có thấy người Trung Quốc nào vô phải sao đâu mà có hết chứ. Không có. Mà đâu phải khách sạn nhà quê, giống như Duy ở Duy Nguyễn này, ở chỗ nhà quê. Cái chỗ mày chó không đòi, chó cái gì, chó ăn gì mấy em điền như chó ăn gà. Ơi, cái điện thoại 45 triệu. Cái điện thoại 45 triệu mua Việt Nam về. Mua Việt Nam đem qua đây quay vlog kiếm cơm nó rớt như con. Khai đâu? Đó, đập hộp. Thủ tục. Đó là đập cái hộp. Mà bể đi khỏi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Để giờ mấy cú rồi. Ê, không chơi nữa nha mày. Hên là tao có dán cường lực tới không banh luôn rồi. Bởi khổ lắm. Chờ chút uống xong nói tiếp nha. Rồi tiện đây á, ở bên cái xứ này á, là một cái xã hội đất nước nó phát triển, nên tất cả những vấn đề về công nghệ các bạn phải rành. Các bạn nếu mà các bạn không rành về công nghệ á, các bạn không có sống được, không có chơi được đâu, nó khó lắm. Thí dụ như bây giờ đặt cái hoàn cảnh mình từ điểm A tới điểm B, thí dụ giờ đi qua Phúc Lộc Thọ, Cali, San Jose gì đi đúng không, thì đi sao đây, biết gì đâu đi các bạn đúng không? Mày dám đi mình không? Đó, thì ở bên này phải sống công nghệ đầu tiên đúng không? Book vé máy bay online từ cái sân bay ở đây đi qua sân bay chỗ đó đó. Mà muốn làm được việc đó lên Google trước, Google Maps đúng không? Search qua San Jose City hay gì đó, hay là California hay gì đó, hay là Westminster hay là Bonsai hay gì đó, search vô để mình tìm được cái airport nó near chỗ đó, nó gần chỗ đó, xong mình đặt. Đó, mình đặt. Mình từ cái sân bay này mình đặt tới cái sân bay kia,
xong rồi mình tới đó mình đi taxi, taxi tới cái khách sạn, nhưng mà mình phải đặt trước. Ví dụ như Duy tính là ngày mai vô bển nè, thì tối hôm nay Duy ngồi Duy đặt trước cái khách sạn bên đó. Mà muốn đặt trước khách sạn bên đó thì các bạn phải download cái ứng dụng mà booking.com và agoda.com. Một trong hai ứng dụng đó là Duy xài rất nhiều đó, tại vì hai cái ứng dụng đó là hai ứng dụng chuyên về du lịch đó, nên chúng ta xài hai cái ứng dụng đó đó để chúng ta đặt phòng trước, xong rồi tới phòng từ sân bay chạy tới khách sạn đó mình check in mình nọ kia, tất cả mọi thứ thì mình trả qua thẻ hết. Rồi xong rồi chút xíu mình live stream xong, mình quay video xong, mình chia sẻ cảm nhận xong, thì mình xuống dưới mình gọi là làm gì quên ta, ai check out cả phòng xong muốn đi đâu đi. Mà cái tập Duy kỳ lắm, mà một khách sạn Duy không thích ở hai đêm, đúng không? Giống như là một bầu á, không thích quen hai năm. Nó tại vì bây giờ á mình quen hai năm á đâu giới thiệu bao lâu. Thôi đừng nói bồ đi, nó mất tình cảm, em nói như khách sạn đi. Khách sạn ở những cái phòng này nè, ở hai đêm mà ở làm cái con khỉ gì, tốn tiền ngu, đúng không? Nếu mà khách sạn mà anh ở hai đêm thì anh ở hai phòng. Trong cái trường hợp cái chỗ đó đó nó chỉ có một khách sạn này ở cấp thôi, nó còn không khách sạn khác, thì anh ở một khách sạn, anh ở hai phòng hai đêm do tính chất công việc đó. Còn không á thì á anh một khách sạn á anh chỉ ở một đêm thôi, còn xong đó anh di chuyển khách sạn khác. Bởi vì khi mà các bạn đi qua thu dạng dân chơi á, dân mà trip nhiều á, chứ dân business nhiều á, thì các bạn chơi bằng sắp xếp thời gian rất đúng cách. Giống như Duy giờ tối cũng khơi cũng sớm, tại vì bên đây ngủ khuya không có khỉ gì chơi hết á. Ngủ khuya chứ có đi bậy bạ rồi, chứ không đi đâu hết mà lạnh chết mẹ, ai đều đi khuya làm gì. Không phải Việt Nam nó nóng đâu, nó ấm. Việt Nam mình là gì, thành phố Hồ Chí Minh là gì, gọi là gì, the city on the night, thành phố về đêm, đúng không? Nó có những cái lễ, nó có những cái hoạt động trên đường phố thì mình mới đi ban đêm được. Còn cái xứ này hả thì bạn ban đêm nó giãn tầm, không có giãn tầm nhưng mà nói chung là nó thoảng tới 10 giờ là nó nghỉ rồi. Vòng vòng ở ngoài là toàn là ba búp không à, đâu còn gì chơi đâu. À đúng rồi, khách sạn á là phải tập gym, đúng không? Tại tập gym nó sạch sẽ, bơi nó không sạch lắm. What? Bơi thì cũng được, có người thích bơi nó không nói, nhưng mà quan điểm cá nhân của anh, nó bơi thì nó không sạch lắm. Ai biết nó có tè xuống hồ bơi không, đúng không? Ai biết nước thay nhiều ngàn lần mà trời này lạnh bơi bệnh sao, trời lạnh lắm. Còn nói về con người sạn nãy nó bảo vệ, đúng không? Bây giờ mình nói những cái người khách ở đây, nó thật sự với bạn, cái này là cái tâm lý chung mà nói ra thôi, nhưng mà nhiều người ta biết người ta phải nói. Cái khách sạn nào á mà tây nó nhiều á là khách sạn nó đẳng cấp và nó gọi là nó thân thiện mà nó tôn trọng nó. Thật sự luôn á, bạn đi ví dụ như có những khách sạn nó ngộ lắm nha, ở Việt Nam mình thôi, có những khách sạn nó không có bự đâu, nhưng mà tự nhiên tay vô ở không à, mà vô khách sạn nó thấy nó yên tĩnh, thấy nó friendly, mà người ta mang tính chất là giúp đỡ lẫn nhau, nó đã lắm. Không biết dùng cái từ ngữ gì đó, ví dụ như giờ ta đi vô, bạn đi vô thang máy đi, người ta gặp bạn này nọ kia, người ta thấy bạn gặp cái khó khăn nào đó thì người ta sẽ giúp đỡ bạn, nhất là phụ nữ, người ta khiêng đồ hay là người ta nhấn thang máy hay là người ta khen gì đó, nói chung là cái văn đó là văn hóa giao tiếp. Yes. Mà mấy lễ tân này bén lắm em, trời ơi, trút xuống trực lại làm kỷ niệm chứ. Hôm qua gặp lễ tân má ơi, anh đưa cái thẻ hộ chiếu ra mà anh đưa nó vậy nè. Thời lượng video cũng được 20 phút rồi mấy em. Thôi chia sẻ ngắn gọn thôi à, anh sẽ đi chụp hình thêm, anh quay thêm, anh chia sẻ phần game ở ngoài ăn sáng này đó các kiểu, để cho tụi em thấy được cái cuộc sống ở trên thế giới này, nó những nơi nó những mỗi khác nhau. Thật ra trong chuyến đi này của anh phải là du lịch, anh đi công chuyện của anh đó, anh đi công chuyện của anh thôi, nhưng mà cuộc sống mà cái gì, cái tập của anh là tập nói nhiều, cái tập của anh là tập thích sẻ chia, nên những lúc nào mà anh cảm thấy được anh rảnh á thì anh làm video thôi, chứ không có mấy đồ cạnh tranh với thằng này thằng kia, cũng chả muốn làm gì thấm vlog du lịch du điếc gì trơn á. Bây giờ anh nói thiệt, ngay YouTube anh cần kiếm tiền. Công ty của anh có ngày nọ kia thiếu chai, bị tứ trụ Sài Gòn nữa, nên mấy em đừng có hiểu lầm anh, nhất là mấy em mà làm vlog về du lịch và đồ ăn á, không phải là anh dư thiệt mấy em làm gì trơn trội hết á, mấy em làm thoải mái đi,
chứ phải là ẩn gì này giờ lấn sân qua không có tao tao làm cua khổng lồ mày bắt trước mày làm tôm không có đâu em nghĩ là hiểu lầm anh nghĩ sai anh tại trên mạng nói chuyện cho nó vui vậy thôi à chứ ngoài đời công việc của anh nó nặng nề lắm gặp tụi em cũng nhận ra anh luôn á anh là hai người khác nhau nha online khác mà offline khác mà đi với gái còn khác dữ nữa nở lại đi em lại của anh hay thì share và like đi ba cửi gì đăng ký chưa cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à con chùa hoài.